Ít nói không là câm nín đâu, cốt là ý nghĩa chẳng nhiều câu. Một lời đem lại nhiều an lạc, hơn cả ngàn muôn rộn ý sầu. Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý cần thẳng nhưng khí nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng thì phúc sẽ càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước nên xét lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói. Gặp việc, nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng nói đúng lúc. Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm. Nên nhớ, nhường nhịn lần thứ nhất là độ lượng, lần hai là bao dung, nhưng lần thứ ba sẽ biến thành nhu nhược. Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều chuyện. Bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui ý nghĩa. Không sợ bị người đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại nhìn thấy kẻ mình từng đối xử bằng cả tấm chân tình. Không ngại trải lòng với bè bạn, chỉ e vừa quay lưng đi liền bị biến thành chuyện cười trong cuộc hàn huyên của kẻ khác. Bạn cho rằng hành vi cao nhất của giao tiếp là gì? Chính là đối với người dù gần gũi, thân thiết nhất, vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn. Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ. Có thể chia sẻ thương yêu chính là hạnh phúc. Chỉ cần nhớ rằng sáng nhất là mặt trời, có ơn lớn nhất là cha mẹ. Quân tử thì rộng lượng, tiểu nhân thường hay tính toán. Bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp trong cuộc đời. Thôi kệ buồn chi những tiếng đời, chỉ là âm điệu thoáng đầu môi. Nghe khen càng thích, chê càng khổ, thế sự muôn trùng vẫn cứ trôi. Thôi kệ sầu chi chuyện được thua, tuồng đời tăng giáng lúc tôi vua. Ai khôn mà chẳng dâm lần dài, rồi cũng phù vân ngọn gió đùa. Muôn sự trên đời do nghiệp duyên, hiểu ra thanh thoát mọi ưu phiền. Trong mơ ai biết đời hư ảo, thả mồi bắt bóng tự truân chuyên. Thôi kệ, thôi đừng trách thế nhân, đừng nhìn lỗi họ để bâng khuâng. Nhân tình thế thái xưa nay vậy, thánh thiện thì ai ở dưới trần. Thôi kệ, chi rồi cũng sẽ qua, giận hờn tham oán nặng riêng ta. Gỡ cặp kính màu cho bớt khổ, mắt nhậm trong đời vạn đốm hoa. Sống giữa nhân hoàng mấy chục năm, nói năng thì dễ, khó là câm. Đời trôi ta nhọc vì ôm giữ, vui buồn sướng khổ tại nơi tâm. Tôi đã được học rằng thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng không có nghĩa là có quyền được độc ác. Tôi đã được học rằng nếu bạn không làm chủ cảm xúc của mình thì nó sẽ điều khiển bạn. Tôi đã được học rằng để xây dựng lòng tin phải mất đến hàng năm, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại nó. Tôi đã được học rằng bạn không thể làm mọi người yêu bạn. Tất cả những điều mà bạn có thể làm là trở thành một người mà người khác có thể yêu được. Phần còn lại là tùy thuộc vào người kia. Tôi đã được học rằng đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống. Tôi đã được học rằng tình bạn thật sự sẽ vẫn tiếp tục phát triển bất chấp khoảng cách. Tình yêu thật sự cũng như vậy. Tôi đã được học rằng muốn sống hạnh phúc thì hãy tha thứ.
biết cách tha thứ cho người khác thôi vẫn là chưa đủ. Bạn cần biết cả cách tha thứ cho bản thân. Trong các điều trên, điều đầu tiên là điều mà tôi tâm đắc nhất. Thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có quyền được độc ác. Nhiều khi trong cuộc sống, tôi bị người khác làm cho bực tức. Đã không ít lần tôi định tìm cách trả đũa cho bỏ tức, nhưng thật ra làm thế chỉ khiến tôi thêm xấu xa mà thôi. Cái gì cho qua được cứ cho qua, giận rồi cũng nguôi. Mối quan hệ thâm tình và sự thanh thản trong tâm hồn mình mới là những điều quan trọng. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Nổi giận là bản năng, làm chủ được cảm xúc là bản lĩnh. Nếu bạn không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc. Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc phát hết, không phải là thẳng tính, mà là chưa bao giờ học cách cân nhắc trước khi phát ngôn. Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là lưu lại tất cả những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực nhất cho những người thân yêu nhất. Đừng để những cảm xúc tiêu cực hiển hiện trên khuôn mặt, vì đó là một loại biểu tình khiến người khác chán ghét bạn. Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được, thì dù cho bạn có cả thế giới, sớm hay muộn, bạn cũng sẽ phá hủy tất cả. Bạn có thể sẽ không bao giờ biết được những lúc bạn không khống chế được tâm trạng của bạn, bạn đã nói ra những lời nói làm tổn thương người khác nhiều như thế nào. Một lời hay có thể sưởi ấm cả mùa đông, một câu không hay có thể làm rét lạnh cả tháng sáu. Bạn sẽ không biết được một lời buột miệng lúc nóng giận của mình có thể tổn thương người khác như thế nào, kể cả đó là những người thân thiết nhất. Càng trưởng thành, càng phải học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đừng để những xúc động nhất thời khiến bạn vụt mất người bạn yêu thương nhất. Người sửa được tính cách của bạn là người bạn yêu. Người chịu được tính cách của bạn là người yêu bạn. Cuộc đời ni ngắn lắm, đừng bận lời thị phi. Thấy điều chi có ích, lặng lẽ làm rồi đi. Ai gieo mầm san sẻ, gặt hái về yêu thương. Người gieo nhân ích kỷ, quả chín buồn cô đơn. Cứ ôm hoài sầu hận, chỉ khiến mình ta đau. Người vẫn cười hễ hả, còn ta tóc bạc màu. Lá thời gian rớt vội, tháng ngày như bóng mây. Trách chi ai lầm lỗi, phiền chi đời đổi thay. Cuộc đời ni buồn lắm, đừng tiết kiệm nụ cười. Sống từ hòa cởi mở, đón thanh bình muôn nơi. Cuộc đời này đẹp lắm, tiếc chi ngày đã qua. Hiện tại luôn tươi thắm, với cõi lòng bao la. Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn, vì ta hiểu rằng những lời nói dối trá, trái với lương tâm, chỉ dùng để tạm thời đối phó tình huống. Chỉ có sự đối đãi thật lòng và những lời nói chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không để lại hậu họa. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy, mà vì không nhất thiết phải vứt bỏ quãng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Ta chọn làm người lương thiện không có nghĩa ta mềm yếu, mà vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của con người. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Làm người không nên chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật, mà vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá. Cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật,
mà chỉ là muốn trao cho đối phương thêm một cơ hội. Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa ta thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn chính sự lành. Nhịn một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một chút thì thấy biển rộng trời cao. Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai cả. Ta lựa chọn tha thứ còn một nguyên nhân khác, không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm cho tuyệt tận. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều dù ta có muốn hay không, chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khi đối diện với cuộc đời thì thái độ sống của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Đời ngắn lắm, cầm tay nhau chưa đủ, nói làm chi, lời chia cách vực sâu. Hắt hơi thở là tạ từ cuộc lữ, dẫu muốn tìm chẳng dễ gặp nhau đâu. Ngày ngắn lắm, chưa cười đêm đã xuống, sao ta hoài ước muốn chuyện sương tan. Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phai úa thời gian. Em dẫu biết đời chẳng chi thường tại, sao vẫn buồn ngây dại giữa hư hao. Khi sân khấu tấm màn nhung khép lại, kiếp huy hoàng lộng lẫy cũng chim bao. Đời ngắn ngủi sao lời thương chưa nói, ngại ngần chi người đang rủ nhau đi. Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa, bởi niềm thương giấu nhèm lúc đương thì. Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận bâng quơ. Ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ. Đời người nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không thật ngắn. Được sống một ngày chính là có phúc. Hãy trân quý từng phút giây, bởi thời gian một khi trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Làm người không cần thiết tự cho mình là đúng. Trái đất một khi chuyển động thì ai ai cũng phải chuyển động theo. Từ xưa đến nay, người làm càn đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên dù có khả năng cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn đúng mực, làm thật tốt công việc của mình. Nếu là vàng thì tất sẽ lấp lánh ánh quang. Phiền não cũng đừng quên nở nụ cười, gấp gáp cũng nhất định phải chú ý ngữ khí, gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại, mệt mỏi cũng không được quên phải yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc nhất. Làm người biết đủ thường vui, rộng lượng tha thứ, sự tình gì cũng không thể nghĩ quá phức tạp. Tâm mang nặng nhiều thứ ắt sẽ mệt mỏi. Đối với trí nhớ cần định kỳ xóa bỏ, đem những người và sự tình không thoải mái trong lòng xóa cho sạch hết. Con người có thể sống được một ngày chính là đã có phúc một ngày, cần quý trọng. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình phải ân hận tiếc nuối. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây. Buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Có một số việc nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Có một số người nhớ kỹ nhớ sâu, chưa hẳn đã là hạnh phúc. Có chút đau khổ, xem nhẹ chúng, rốt cuộc cũng chỉ là giúp ta tôi luyện. Đường đời nhấp nhô, rèn luyện cho bản thân một phần ôn hòa. Mưa gió cuộc đời
giúp bản thân giữ được nụ cười tươi. Cuộc sống chính là thông cảm cùng thấu hiểu, mang vui vẻ đặt ở trong lòng, lặng lặng hòa tan, chậm rãi khuếch tán. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có kết quả. Quá khứ không thể tìm lại, mà nếu có thể trở lại thì nhất định không còn hoàn mỹ. Những thứ thuộc về người khác bạn không cần hâm mộ, vì chỉ cần cố gắng bạn cũng sẽ đạt được. Những thứ mình có bạn không cần khoe khoang, vì những thứ đó người khác nỗ lực cũng có thể đạt được. Thêm một chút vui vẻ, bớt một chút ưu phiền, bất luận giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, tri thức nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ mỉm cười, mệt mỏi coi như không. Có đôi khi niềm hạnh phúc giữ tâm hồn ta dịu dàng, và lắm khi lòng nhẫn nhục giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ kiên cường, đối diện muộn phiền bất hạnh khiến lòng thêm lớn hiểu thương. Có khi công thành hiển đạt giúp mình hưng phấn tự tin, đôi khi bị đời phụ bạc thương người lẻ bóng chênh vênh. Lắm khi đường đời thất bại giữ mình nhẫn nại khiêm cung, bao lần thương đau nếm trải để lòng độ lượng không cùng. Hãy cảm ơn những mùa đông thấu hiểu tình người ấm lạnh, tạ ơn những lúc hạ nồng có hạt mưa về lấp lánh. Thuận nghịch vốn nơi trần cảnh, chớ để lòng bị đóng khung. Giữa vô thường ngồi tĩnh tại, nụ cười trải đến vô chung. Người hơn kém nhau chỉ bởi cái tâm. Có ba người công nhân đang xây một bức tường. Một người đi ngang qua hỏi: "Các anh đang làm gì vậy?" Người thứ nhất trả lời: "Anh không nhìn thấy sao? Xây tường chứ làm gì nữa." Người thứ hai trả lời: "Chúng tôi đang xây dựng một cao ốc." Người thứ ba trả lời: "Chúng tôi đang xây dựng một thành phố mới." 10 năm sau, người thứ nhất đang xây dựng một bức tường khác ở một công trình mới. Người thứ hai làm kỹ sư xây dựng đang ngồi ở văn phòng thiết kế công trình. Người thứ ba chính là ông chủ của hai người kia. Đều là ba người làm chung một công việc, nhưng tâm thái khác nhau sẽ quyết định vị trí của mình khác nhau. Người không ngừng chiến thắng chính bản thân mình thì sẽ không ngừng vươn lên. Duy trì tâm thái lạc quan sẽ quyết định được chất lượng cuộc sống tương lai của bạn. Người càng lạc quan thì thân thể càng khỏe mạnh, tinh thần càng sảng khoái, chất lượng cuộc sống cũng nhờ vậy mà càng nâng cao. Ai cũng chỉ có 24 tiếng mỗi ngày, nhưng người thành công là người an bài tốt nhất thời gian mình cần. Người thất bại là những người luôn miệng kêu: "Tôi không có thời gian." Thế giới này luôn công bằng, thành hay bại đều do chính mình lựa chọn. Giả dụ ngày mai tôi bỏ tôi, dù bao mộng ước vẫn đầy vơi, tôi sẽ đi trong niềm thanh thản hay ngoảnh nhìn sâu lệ tiếc đời. Giả dụ ngày mai phải tạ từ một đời gom góp những riêng tư, tôi mang theo tất hay nhường lại, giấu tận đáy lòng bao luyến lưu. Giả dụ ngày mai tôi bỏ mình, yên bình phúc lạc với lời kinh, hay ra đi giữa nghìn thương hận, giữa những giằng co mé tử sinh. Tôi biết ngày mai nếu vắng tôi, vần hồng vẫn rạng, vẫn mây trôi, vẫn tiếng trẻ thơ cười trong trẻo, tôi nghĩa gì đâu giữa cuộc đời. Nếu thật ngày mai sẽ ngủ say, thì nay tôi sống thế nào đây?
lời thương xin nói thay thù hận, hay vẫn ngập lòng chuyện đắng cay. Tôi biết trần gian một giấc mơ mà vẫn tranh giành đến xác xơ, cố vớt trăng vàng trên bến mộng, mấy độ trầm luân tiếp dài khờ. Ví dụ ngày mai tôi bước xa, bàn tay quen nắm có buông ra, còn hơn thiên hạ từng câu nói, bao nỗi căm hận quên thứ tha. Nếu thật ngày mai tôi bỏ đời, chiều nay ngồi nhẹ ngắm mây trôi, niềm thương xin gửi cùng đây đó, nguyện chỉ mang theo những nụ cười. Tôi như đã đến chưa từng đến, thì đời đâu rớt lệ chia phôi. Hôm nào gặp gỡ chưa từng hẹn, đi chẳng ai chờ, có thế thôi. Xin sống nửa đời về sau. Một, nửa đời về sau hãy học được cách trầm tĩnh. Có đôi khi bị người khác hiểu lầm, ta đừng tranh luận. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Hai, nửa đời về sau hãy học cách cúi mình. Bạn bất đồng ý kiến với con cái, nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, những điều này cũng không sao cả. Bạn có thể làm công việc nhà nào đó như lau nhà, giặt giũ. Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần lắng xuống. 3. Nửa đời về sau, hãy đừng cảm thấy hối hận. Cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ, và ta luôn phải lựa chọn không ngừng. Không có cơ hội nào lặp lại. Lựa chọn rồi thì đừng hối hận. Có khi do duyên, do nghiệp đã thôi thúc khiến mình đã chọn lựa và gắn bó với những gì mình đã chọn. 4. Nửa đời về sau hãy giữ gìn sự đơn thuần. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến cho cuộc sống thêm phức tạp. Sống đơn thuần thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Hãy biết cảm nhận mùi thơm của đồ ăn, nhận ra niềm vui của vận động, cùng bạn bè vui vẻ chuyện trò. 5. Nửa đời về sau hãy trở nên bình thản. Con người đến độ tuổi nào đó tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt. Tâm thái bình thản giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Không quan trọng đời sống vật chất của ta dư giả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản chính là ta đang sống một cuộc đời hạnh phúc. 6. Nửa đời về sau đôi lúc hãy ngờ nghệch một chút. Có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững, điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về, thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn nặng nề phiền não. 8. Nửa đời về sau hãy thỉnh thoảng buông xả bản thân. Mỗi ngày ăn trái cây, rau quả, thực phẩm lành mạnh, đừng cố thỏa mãn những thèm muốn ăn uống. Vì thân thể phì nhiêu trong tuổi xế chiều thì ta sẽ đi đứng nặng nhọc biết bao nhiêu. Tuy nhiên, cũng không nên quá gò ép bản thân mình trong chuyện ăn uống. Thưởng thức mọi hương vị của cuộc sống trong sự chừng mực, ta sẽ thấy tâm hồn và thể xác thanh tao hơn. 8. Nửa đời về sau hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác. Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với ta như vậy. Cho nên hãy thường xuyên chúc phúc cho bạn bè, con cháu của mình, thậm chí với cả người xa lạ. Ta cũng đừng tiếc một lời chúc phúc. Khi bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng
mình còn được dâng lên trong lòng giàu dạt những niềm vui. Hề chi một chiếc lá rơi, mùa thu vẫn cứ đẹp ngời nhân gian. Gió lay rạng mướp hoa vàng, lời ru mẹ vẫn nồng nàn mênh mông. Hề chi một đóa xuân hồng, bình minh nở thắm, chiều trong phai tàn. Trong vườn còn huệ còn lan, người ta đâu chỉ ngó ngàn hồng thôi. Hề chi một ánh sao rơi, bầu trời đêm vẫn tuyệt vời ngàn sao. Ánh sao liệm tắt phương nào, con đom đóm nhỏ tự hào sáng hơn. Hề chi vắng mợ chợ buồn, người ta vẫn cứ bán buôn rộn ràng. Đầu thôn cuối xóm giữa làng, ai vì mợ vắng vội vàng hỏi thăm. Hề chi thiếu một thẻ trầm, mà bàn thờ bục lặng thầm khói hương. Sự đi hóa độ hoàng dương, điệu ra tiếp khách thập phương thế thầy. Hề chi con sáo xa bầy, mà đàn sáo nọ từ rầy lặng im. Có con nào nhọc bay tìm, còn chăng giọng hót trong tim bạn bè. Hề chi trên lối khuya về, đèn đường vụt tắt nặng nề bước ai. Nắng khuya vằn vặt canh dài, không đèn còn ánh trăng cài ngõ đêm. Hề chi một phận đời riêng, buông hơi nằm xuống mà nghiêng đất trời. Thiếu ta đời cũng vậy thôi, ta là hạt bụi giữa đời bao la. Ai đang giữ chìa khóa niềm vui của bạn? Phóng viên nổi tiếng Sydney Harris và một người bạn dừng chân mua tạp chí ở một quầy bán báo. Mua xong, người bạn rất lịch sự nói lời cảm ơn, nhưng người chủ quầy báo mặt lạnh như tiền, không thèm mở miệng đáp lại một tiếng. Hai người rời quầy báo, tiếp tục đi về phía trước. Sydney Harris hỏi bạn: ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không? Cứ tối đến là anh ta lại như vậy. Người bạn đáp lại: vậy sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ? Sydney Harris hỏi tiếp: tại sao tôi phải để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ? Người bạn trả lời: trong tâm mỗi người luôn có một chiếc chìa khóa của niềm vui, nhưng nhiều người đã không biết tự nắm giữ nó mà đem trao nó cho người khác. Một người phụ nữ thường than phiền trách móc: tôi sống rất buồn khổ vì chồng tôi thường vắng nhà. Cô ấy đã đặt chìa khóa niềm vui của mình vào tay chồng. Một người mẹ nói: con trai tôi không biết nghe lời, khiến tôi thường xuyên nổi giận. Bà đã trao chìa khóa niềm vui của mình vào tay con trai. Một người trung niên thở dài: sếp không thăng chức cho tôi, làm tinh thần tôi sa sút. Anh ta đã nhét chìa khóa niềm vui của cuộc đời mình vào tay vị ông chủ kia. Bà cụ kia than thở: còn dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ. Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ra la lên: thái độ phục vụ của ông chủ đó thật đáng ghét. Những người này đều có một quyết định giống như nhau, đó là để người khác chế ngự tình cảm của mình. Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển và chế ngự tinh thần của chúng ta có cảm giác mình là người bị hại, không biết làm gì ngoài trách móc và căm giận người kia. Đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Khi trách móc người khác, ta truyền đi thông điệp: tôi khổ như vậy là do anh, do chị, do con. Và anh, chị, con phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ này của tôi. Lúc đó, chúng ta phó thác cho những người khác trọng trách phải làm ta vui. Chúng ta dường như thừa nhận rằng mình không có khả năng làm chủ mình, mà chỉ có thể nhờ ai đó sắp đặt và chi phối. Những người như vậy thường khiến nhiều người không muốn tiếp xúc
gần gũi. Lý do đơn giản là bởi khi nhìn thấy họ, mọi người chỉ thấy toàn sự trách móc, giận hờn. Một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình thì sẽ không đợi chờ người khác làm cho mình vui, mà ngược lại, họ còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Tinh thần người đó ổn định, biết tự chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho người khác, biết làm chủ xúc cảm và biết tự tạo ra niềm vui, biết giữ gìn niềm vui cho chính mình. Thế nên, người đó luôn thảnh thơi, vui vẻ trong công việc lẫn cuộc sống, không bị áp lực từ người khác. Chiếc chìa khóa niềm vui của bạn ở đâu rồi? Đang nằm trong tay người khác phải không? Vậy hãy nhanh lấy lại bạn nhé. Lần nọ một người hỏi đất: đất sống với nhau thế nào? Chúng tôi bao hàm chấp nhận, tô bồi xây đắp cho nhau. Lần kia người hỏi rừng cây: cây sống làm sao với bạn? Chúng tôi vui mọc sum vầy, chở che nhau cùng hoạn nạn. Người hỏi mây trời phiêu lãng: thế nào bay lượn cùng nhau? Chúng tôi lòng không giới hạn, tan vào nhau thuở ban đầu. Rồi người hỏi thầm lá cỏ: chung sống bạn bè ra sao? Mặt đất đan xen nương tựa, chia từng sương nắng gửi trao. Hỏi dòng sông xuôi năm tháng: thế nào nước nhịp nhàng trôi? Chúng tôi quyện hòa nhau chảy, dù khi sóng dập gió dội. Rồi người gạn hỏi từng người: với nhau thế nào ta sống? Không ai một tiếng trả lời, những pho tượng cười di động. Đời còn dẫm nhau mà sống, người còn nặng những niềm riêng. Vì ngỡ kiếp đời miên viễn, tình người đạo đức xô nghiêng. Người về thương người nhỏ lệ, cúi mình lạy khắp thiên nhiên. Cuộc sống của mỗi con người cũng giống như một cuốn sách vậy. Có trang buồn, có trang vui, có trang đau khổ, có trang hạnh phúc. Bạn hãy mạnh mẽ lên, mỗi ngày lật một trang. Nếu trang nào cũng giống nhau thì cuốn sách chẳng có gì thú vị cả. Phải có trang này, trang kia thì cung bậc cảm xúc của ta mới phát huy được hết khả năng của nó. Trải qua đau khổ, ta sẽ biết trân trọng hạnh phúc hơn. Cuộc đời gặp gỡ hay ly tan đều là nhân duyên. Thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc thiện và yêu thích những gì lành thiện. Vì điều thiện luôn mang lại hạnh phúc cho chính bạn và cho tha nhân. Con người thông thường khi sắp chạm tới hạnh phúc thì hân hoan phấn khởi, nhưng đạt được rồi thì lại lo lắng bất an. Cuộc đời không có gì là tuyệt đối, mà luôn có sự bù trừ. Nếu bạn có được càng nhiều thì trách nhiệm kèm theo sẽ càng lớn. Đời người như mặt trời, có lúc rất sáng, đôi khi lại tối đen. Nhân sinh rốt cuộc chỉ có 2 phút rưỡi thời gian. 1 phút để mỉm cười, 1 phút để thở dài, và nửa phút để thương yêu. Đời người không dài không ngắn, đáng trân trọng thì nên giữ gìn, cần bỏ đi thì hãy buông tay. Có một số người ta quên không được là do không nỡ, một số khác ta nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này, mà quên mất
cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, bạn hãy cứ vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Này em, có phải khi mình mất đi hạnh phúc thì mới hay hạnh phúc có trong đời? Có phải khi mình mất đi người mẹ mới thật lòng gọi hai tiếng mẹ ơi? Có những mai nụ hồng ngoài hiên nở, chân em qua không buồn ngắm một lần. Chợt chiều hôm gió về làm hoa vỡ, nhìn phai tàn rồi cúi xuống bâng khuâng. Có một người trải qua lần hoạn nạn, mãi về sau khép lại cửa tâm hồn. Từ khi mắt thôi nhìn đời sáng lạng, ngọc châu và đôi mắt quý nào hơn? Ai cũng sống bằng con tim nhịp thở, mà quên đi hơi thở vốn nhiệm màu. Cơn đau đến muộn màng lòng chợt hiểu, trút hơi tàn đời sống sẽ còn đâu. Có phải khi bên đời xa vắng mẹ, mình mới hay mẹ tất cả trong đời? Có phải khi cha tạ từ dương thế, cuộc chia lìa mới thấm nỗi đơn côi? Em tôi hỡi, hãy về hôn lấy mẹ, ôm lấy cha, thảo hiếu với huyên đường. Là đôi mắt, là hoa, hơi thở nhẹ, hãy ân cần gìn giữ lấy mà thương. Chớ để khi mình mất đi hạnh phúc, biết vòng tay yêu dấu đã xa rồi. Em có biết tôi mơ hoài bé dại, được mẹ bồng ru giấc ngủ à ơi. Tâm ta bị nặng xuống và khổ đau tìm tới với ta thường là vì ta thấy ai cũng xấu, cũng đáng nghi. Nhưng ta quên đi một điều hết sức quan trọng trong đời sống, rằng ta nghĩ xấu cho ai là tâm ta xấu trước, ta nghĩ tốt cho ai là tâm ta tốt trước. Ta chỉ có hạnh phúc và thoải mái, đầy nghị lực để sống khi ta nghĩ được rằng mọi người chung quanh ta không ai xấu cả. Nếu có chăng, chỉ có cái tâm ta xấu khi nó đang nghĩ xấu về một người khác. Và ta biết rất rõ rằng người kia xấu vì họ chưa có đủ điều kiện để biểu hiện cái tốt của họ ra đó thôi. Ta hãy thực tập nhìn vào những cái tốt của người để tâm ta có nhiều cơ hội đi lên. Ta thử thực tập một ngày, một tháng hay một năm, đừng thấy ai xấu cả. Thử xem tâm ta có nhẹ nhõm và thanh thoát hay không. Ta hãy phát tâm là một đốm lửa nhỏ giữa mùa đông, hay một giọt nước nhỏ giữa mùa hạ, để tâm ta có mặt trong tâm mọi người. Xa hơn thế, nếu không nhìn được cái tốt của người khác, thì ta nên tập nhìn mọi người với cái nhìn như thị, nghĩa là với cái nhìn như thể, như thế. Ánh nhìn càng đơn giản thì tâm thái ta càng trở nên trong sáng, nhẹ nhàng. Điều này thoạt nghe đơn giản, nhưng để có cái nhìn như thế lại không hề giản đơn. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Trước khi nổi giận bất bình, ngồi nghe hơi thở lặng nhìn tự tâm. Trước khi cầu nguyện âm thầm, nhủ lòng dung thứ lỗi lầm tha nhân. Trước khi giọt nước mắt lăn, biết dừng chân kẻo ăn năn muộn màng. Trước khi tính chuyện đá vàng, mua dây về tự buộc ràng xem sao. Trước khi nói chuyện trời cao, xem đi dưới đất bước nào chông chênh. Trước khi ước vọng nhìn lên, một lần ngó xuống có thêm thương đời. Trước khi mua sắm đua đòi, phải chăng
cám dỗ gọi mời rủ rê. Trước khi hẹn ước nguyện thề, vẫn lòng xem có vẹn bề trước sau. Trước khi muốn bỏ cuộc mau, nhớ tâm nhiệt huyết buổi đầu dấn thân. Trước khi từ biệt dương trần, sống cho đi thể tri ân cuộc đời. Trước khi muốn thấy ai cười, đầu tiên hàm tiếu trên môi nở chào. Trước khi muốn nếm ngọt ngào, tình thương dâng hiến gửi trao thật thà. Trước khi muốn thoát ta bà, nhớ chân thành niệm Di Đà nhất tâm. Bảy thái độ của người biết sống. Một, suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ định hình con người chúng ta. Tức ta nghĩ mình thế nào thì ta sẽ như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cuộc sống sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho bản thân. 2. Thấu hiểu bản thân. Biết người tức là thông minh, biết mình tức là giác ngộ. Chiến thắng bản thân còn có ý nghĩa hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục tâm của mình chính là ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó, chúng ta nên tập thiền định để hiểu bản thân, biết được bản thân thích gì và cần làm gì để thỏa mãn những điều mình thích, chính là cách giúp bạn sống vui hơn mỗi ngày. 3. Thay thế đố kỵ bằng ngưỡng mộ. Còn đố kỵ với thành công của người khác thì tâm bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó, hãy đón nhận sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản sẽ giúp bạn có thể lấy cái tốt của người khác làm gương cho mình, từ đó có động lực phấn đấu. Đố kỵ chỉ làm lòng ta bị vấy bẩn, thậm chí tự khiến mình biến chất, trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà ngay cả chính mình cũng không ngờ tới. 4. Tìm kiếm sự thanh tịnh ngay trong tâm. Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Ta thường tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài mà không hay biết rằng sự thanh tịnh thật ra nằm ở trong tâm ta. Nếu tâm ta bớt tham, sân, si, bớt ganh đua, ghen ghét, tự khắc sẽ cảm thấy tâm hồn thật thanh thản, thấy cuộc sống bỗng nhẹ nhàng làm sao. 5. Làm chủ cơn giận. Tức giận chỉ là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân bạn. Sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người, nhưng bạn đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kỳ câu gì khi bạn tức giận, bởi giận quá mất khôn. Dễ nói ra những lời nặng nề làm tổn thương người khác, làm đổ vỡ những mối quan hệ. 6. Nhân từ với tất thảy mọi người. Người biết sống luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với người yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó. Thế nên, hãy biết động lòng trắc ẩn với mọi người từ hôm nay. Ai cũng có nỗi khổ riêng, có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít, chỉ có họ mới thấu. Hãy sống nhân từ để yêu thương, đồng cảm với họ. Khi luôn nhìn người khác bằng con mắt nhân từ, đời bạn sẽ luôn đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo, tâm can bạn sẽ thanh lọc bởi những hành động tốt đẹp bạn dành cho người khác. 7. Tùy duyên. Người biết sống thường để mọi thứ tùy duyên. Cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Vì vậy, nếu muốn nắm bắt gì đó, đặc biệt là tình yêu, thì hãy để tùy duyên. Bạn có thể cố gắng theo đuổi những điều mình muốn, nhưng có lúc bạn phải biết buông bỏ nếu mọi chuyện đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng. Cứ nắm giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương. Muộn phiền sẽ là điều không thể né tránh. Tâm sẽ nhẹ nhàng nếu bạn để mọi thứ tùy duyên. Đó là cách để bạn có thể dễ dàng chấp nhận cuộc sống hơn. Tình, tiền, danh, lợi nghìn năm, kiến bò miệng chén, kiếp tầm trói trăng. Ai chưa xuyên suốt hồng trần thì thôi, cứ tiếp đánh vần mộng mơ. Khi con sống dập bơ phờ, hoác nhiên đại ngộ, bên bờ khổ vui. Chính bí kíp giữ tâm hồn bình yên. 1. Tránh xa những cuộc đối thoại tiêu cực và người tiêu cực. 2. Đừng ôm ấp hận thù và sự giận dữ. Học cách quên lãng và biết tha thứ. 3. Đừng ganh tị với người khác. 4. Hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi. 5. Hãy học kiên nhẫn hơn và tha thứ bao dung hơn với con người và sự việc. 6. Đừng nhìn sự vật, sự việc dưới quan điểm cá nhân phiến diện từ một phía. 7. Đừng chìm đắm vào quá khứ mà bỏ quên hiện tại và làm ảnh hưởng đến tương lai. 8. Học cách thả lỏng tinh thần. Trong một ngày, hãy dành ít nhất 10 phút để nhìn lại ngày qua và thư giãn tinh thần giữa dòng sống hối hả. 9. Cách thả lỏng, thư giãn hay nhất là đi thiền hành mỗi ngày. Khi tâm được thanh thản, thân sẽ nhanh chóng phục hồi năng lượng, thư thái, bình an. Hãy nhớ, không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn. Cuộc đời, ồ, lạ nhỉ, hạnh phúc bạn ưu phiền. Thôi, ta về cõi thiền, lặng hai miền mỏi mệt. Mỗi người chỉ một trái tim, nhưng có hai tâm nhị thất. Một tâm chứa đựng niềm vui, một tâm muộn phiền giấu cất. Khi vui, nếu cười lớn tiếng, sẽ đánh thức buồn bên kia. Lúc buồn nếu tràn mưa lệ, niềm vui nghẹn lối không về. Mỗi người chỉ một trái tim, nửa mỏi mệt đời cơm áo, nửa nặng chấp mê phiền não, khiến tim tiêu tụy tháng ngày. Sống hiểu điều chi là nặng thì mới biết nhẹ nhàng buông. Sống hiểu nguồn tâm bình lặng, tim gầy mới thoát đau thương. Đừng tưởng cuộc đời vĩnh viễn, thật ra ngắn đến không ngờ. Đoái nhìn con tim bé bỏng, làm việc suốt 24 giờ. Hãy sống như hoa mùa hạ, lìa đời tựa lá mùa thu. Nhân sinh thoảng làn gió vội, đừng nhốt tim trong ngục tù. 4 chữ giúp ta sống nhẹ nhàng, an nhiên. 1. Nghe. Khi ta quyết định lắng nghe một người đang khổ, tức là ta đã chấp nhận đóng vai thầy thuốc để chữa trị tâm bệnh cho họ. Dù ta không phải là nhà tâm lý, nhưng với lòng chân thành và thái độ đúng đắn, chắc chắn ta sẽ giúp được người kia ít nhiều. Hơn nữa, bản thân mỗi người cần phân định rõ đúng sai, phải trái. Nhưng nếu không lắng nghe người khác, bạn khó mà xác định được. Lắng nghe để biết lòng người ý ta, để tìm cách đối nhân xử thế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, âu cũng là mang lại lợi ích cho chính mình. 2.
Nhẫn. Nhẫn trở thành cách cư xử trong mối quan hệ giữa con người với con người và mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng. Trong mối quan hệ giữa con người với con người, nhẫn là nhẫn nhịn. Trong mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng, nhẫn trở thành nhẫn nại. Nhẫn chính là sự tu dưỡng đạo đức và tu dưỡng phẩm hạnh. Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần, mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người bạn. 3. Thiền. Thiền chính là cách để bản thân thanh thản và tĩnh lặng nhất. Thiền gắn liền với sự tĩnh tâm. Do đó, không nhất thiết phải ngồi khoanh chân mới gọi là thiền. Tĩnh tâm là không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi gặp bế tắc trong cuộc sống, bạn có nói nhiều, than vãn nhiều cũng chẳng thể khiến sự việc tốt hơn. Thay vào đó, đôi khi nên im lặng, nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn để tự mình điều chỉnh tâm thái của mình. Cũng có khi người nói nhiều quá sẽ đánh mất vẻ đẹp của sự yên lặng. 4. Nhẹ. Càng xem nhẹ mọi điều, mọi việc, tâm ta càng thanh tịnh, càng ngập tràn hạnh phúc. Danh lợi, vật chất đều chỉ là phù du, chẳng thể mang theo khi lìa xa cõi đời. Mọi buồn tủi giận hờn sớm muộn rồi cũng qua đi, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng? Có đôi khi niềm hạnh phúc giữ tâm hồn ta dịu dàng, và lắm khi lòng nhẫn nhục giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ kiên cường, đối diện muộn phiền bất hạnh, khiến lòng thêm lớn hiểu thương. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát. Nếu bản thân có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiện và nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng nếu khi bị thất bại. Hãy để cho quá khứ đi qua. Hãy tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi lên những ký ức không vui và lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Chỉ cần thiền tập vài phút mỗi ngày thôi thì cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn rồi. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Dặn em thôi những vội vàng, ngước nhìn mấy cụm mây ngàn phố thu. Buồn bà chi cõi sương mù, trăm năm ngó lại cũng như khóc chào. Dặn em ngày tháng hư hao, hãy thôi mở mắt chiêm bao giật giờ. Dù đời đó một cơn mơ, cũng xin dệt nốt bài thơ thiện lành. Dặn em học để mà hành, phải đâu mỗi chút hơn tranh với người. Ai chen đua ấy chuyện đời, nguyện làm sen trắng bên trời tỏa hương. Dặn em sống hiểu và thương, vì tâm cảnh ấy vô thường cả hai. Nhân gian tô vẽ hình hài, em ngồi soi lại một đài gương tâm. Dặn em quên những thăng trầm, đừng ôm dĩ vãng
âm thầm viễn mơ. Về đây thôi sống hững hờ, xưa sau là mộng, bây giờ trạm nhiên. Dặn em lắng giọt ưu phiền, nhìn thu trải nắng trên miền cỏ hoa. Chi rồi cũng sẽ phôi pha, trăm năm đó chẳng qua là một hơi. Dặn em quên lối ngược xuôi, ngồi yên thở nhẹ, biết trời chớm thu. Còn chưa thật đau đớn là còn khó buông tay. Con người ta khi phải buông bỏ thứ gì đó thì luôn cảm thấy phiền não, dây dứt không yên. Con người dù muốn buông tay nhưng lại không thể hạ quyết tâm mạnh mẽ. Vậy phải làm sao? Mời bạn đọc câu chuyện sau và cùng chiêm nghiệm nhé. Có một người đàn ông với vẻ mặt khổ sở hỏi một vị hòa thượng: Thưa thầy, tại sao có một số thứ và một số người con không thể buông bỏ được? Vị hòa thượng nói: Không có gì là không thể buông bỏ được. Người đàn ông kia lại nói: Thưa thầy, tại sao có những thứ và có những người mà con hết lần này đến lần khác đều không buông bỏ được? Vị hòa thượng liền bảo người đàn ông kia cầm cái chén lên, rồi ngài rót nước trà vào chén. Hòa thượng rót đến tận lúc nước trà trong chén trào ra ngoài. Người đàn ông kia lập tức thấy nóng tay, không chịu được liền đặt chén trà xuống. Lúc này vị hòa thượng lại nói: Trên đời không có gì là không buông bỏ được. Chỉ cần ngươi cảm thấy bị đau, ngươi sẽ tự bỏ xuống được thôi. Quả thật, khi chúng ta đã có công danh thì liền thấy khó buông bỏ được công danh. Khi chúng ta có tiền tài thì liền thấy khó buông bỏ được tiền tài. Khi chúng ta đã có tình yêu thì liền thấy khó buông bỏ được tình yêu. Khi chúng ta đã có sự nghiệp thì liền thấy khó buông bỏ được sự nghiệp. Tất cả những điều này khiến chúng ta không buông bỏ được là bởi vì trong lòng chúng ta còn có suy nghĩ và mộng tưởng, mong tưởng về chúng, còn bị chúng hấp dẫn. Hay là bởi vì hành vi của đối phương còn chưa động chạm đến ranh giới của sự chịu đựng của ta. Nói chung là vì chúng còn chưa khiến bản thân chúng ta bị đau nhức đến mức phải buông bỏ. Ví dụ như ta khó buông bỏ được tình yêu là bởi vì trong lòng chúng ta còn có hy vọng và mong đợi rằng trong tương lai sẽ có cải biến. Trong lòng vẫn còn bị tham dục cản trở. Những người thiếu quyết đoán thường nghĩ trước nghĩ sau, nên nắm giữ cũng chậm mà buông bỏ cũng chậm. Nếu người đó trải qua một lần biến cố to lớn hay khi cận kề cái chết sẽ có thể khiến họ thay đổi. Khi chúng ta đối với một thứ hay một người nào đó mà có cách suy nghĩ nhìn nhận thông thoáng hơn, xem nhẹ hơn, thì việc buông bỏ cũng dễ dàng hơn. Chúng ta sở dĩ bị rơi vào đau khổ là bởi vì trong lòng có nhiều dục vọng. Mỗi ngày chúng ta đều phải suy nghĩ về những thứ dục vọng ấy, đương nhiên là sẽ thấy rất mệt. Điều này cũng giống như mua sắm đồ đạc cho một căn nhà mới vậy. Ban đầu để thỏa mãn nhu cầu hay sở thích, chúng ta mua thật nhiều thứ. Nhiều năm sau này, chúng ta phát hiện ra ngôi nhà đã chứa quá nhiều thứ, có cả những thứ không bao giờ dùng đến. Lúc đó chúng ta nghĩ rằng sẽ bỏ đi một vài thứ nào đó, nhưng biết bỏ thứ nào đây? Cái gì ta cũng thấy có ý nghĩa, cũng lưu dấu kỷ niệm, thế nên chẳng đành vứt bỏ đi thứ gì. Rốt cuộc lại lưu giữ lại tất cả, đành phải chấp nhận sinh sống trong một không gian nhỏ hẹp, bức bối. Nhưng nếu như có một ngày nào đó căn nhà của chúng ta bị mưa dột, khiến những thứ đó bị ướt hoặc bị rách nát, thì chúng ta lại dễ dàng vứt bỏ chúng ngay. Điều này chính là khi thật sự đau đớn, ta sẽ tự nhiên buông bỏ. Trong cuộc đời
có rất nhiều thứ chúng ta nên buông bỏ, vì nếu cứ lưu luyến thì chúng sẽ trở thành một loại ràng buộc. Hãy dũng cảm buông bỏ để được tự do tự tại, đạt đến giải thoát an vui. Cứ sống và thương trọn một giờ, vì đời thoáng chốc đã hư vô. Âu lo toan tính lòng thêm nặng, lặng ngắm thu vàng bao lá thơ. Cứ sống và thương trọn một ngày, ánh nhìn độ lượng khắp quanh đây. Những điều to tát chưa làm được, việc nhỏ hết lòng cũng quý thay. Gặp gỡ trong đời một chữ duyên, trân trọng bên nhau phúc hiền tiền. Người đến ân cần cho hết dạ, người về thôi vướng bận niềm riêng. Hãy sống sao không thẹn với lòng, dẫu người cô phụ bước sang sông. Dù hoa kia chẳng vì ta nở, chờ mong chi suối chảy ngược dòng. Hãy sống cho trọn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thảnh thơi. Chiêm nghiệm về cái chết. Có ba hạng người chết. Chết rồi chưa chôn, nghĩa là sống mà như đã chết. Chết đâu chôn đó, nghĩa là chỉ là hiện hữu rồi tan biến. Chôn rồi chưa chết, nghĩa là chết rồi mà vẫn sống hoài trong lòng mọi người. Một người biết mình đang đi dần đến cái chết thường gắng sống cho thật trọn vẹn trong những ngày còn lại. Họ sống thật chậm để nhìn cuộc đời, để nhìn người thân lần sau cuối. Tất cả xung quanh họ đều thật đẹp, thật quý biết bao. Họ trân trọng từng phút giây đi qua và từng phút giây đang đến. Đối với họ, mỗi giây được sử dụng một cách cẩn trọng, không bao giờ họ đánh mất một giây phút nào cho việc làm vô ích. Còn ta thì mặc nhiên vung vẩy một cách hoang phí từng thời gian đang có mặt. Ta đã sống hết mình với chính thời điểm hiện tại hay chưa? Từng bước chân ta đi đã đi hối hả, ta quên nhìn vẻ đẹp của hàng cây dương bên đường. Ta đi như ma đuổi, ta sống cạnh người thương nhưng chưa thật sự một lần có mặt trọn vẹn. Ta mãi lo toan những tính toán của cuộc đời, chợt nhìn lại thì hỡi ôi, người đã đi xa. Ta đã biết tha thứ, bỏ qua lỗi lầm hay vẫn còn đắm mình trong dằn vặt khổ đau? Ta ơi, hãy trở về sống cho trọn vẹn ngày hôm nay, để mai này nếu có ra đi, ta vẫn không bao giờ hối tiếc. Trong giờ phút hôm nay, ta hãy sống tha thứ, sống bao dung, dùng tất cả tấm lòng để đối đãi lẫn nhau. Chung quanh ta có biết bao nhiêu điều màu nhiệm, cành cây, bông hoa dại ven đường cũng thật đẹp biết bao nhiêu. Hãy bước đi cho thật vững vàng trong từng bước chân. Hãy yêu hết lòng trong từng phút giây đang có. Hãy dành tặng sự có mặt cho người thương một nụ cười hoan hỷ, để biết rằng ta còn hạnh phúc biết bao, vẫn còn hiện diện ngay ở đây và nơi này. Dù mai có ra sao, dù ta có tồn tại hay ra đi, thì giờ phút này vẫn là giờ phút quan trọng nhất trong ta. Và chúng ta cũng nên thi thoảng suy nghiệm về cái chết. Tốt nhất là suy nghiệm về nó hàng ngày, vì làm vậy có nhiều cái lợi. Cần nói rõ ngay rằng suy nghiệm về cái chết không có nghĩa là chúng ta phải trở nên buồn rầu, sợ hãi, bệnh hoạn hoặc ngã lòng, chỉ muốn tự tử. Không, trái lại, khi nghiệm một cách hiểu biết về cái chết, chúng ta càng có thể sống một cách hiểu biết và từ bi hơn. Ví dụ, mỗi khi bực mình khó chịu, tôi thường suy nghiệm thế này: đời sống rất ngắn, ai cũng sẽ chết,
Vậy gây gổ cãi nhau với người khác thì được ích lợi gì? Nổi cơn nóng giận thì được ích lợi gì? Hoàn toàn không được gì cả. Tốt hơn là mình nên giữ lòng bình an. Cãi nhau hay nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà chỉ tạo thêm hận thù phiền toái. Nghĩ như vậy giúp tôi nguôi ngoai, tự kiểm soát lấy mình, không để bị cuốn theo những cảm giác tiêu cực. Nhờ thế mà cư xử nhẹ nhàng, khéo léo hơn với những người khác. Đương nhiên điều này không phải luôn luôn dễ làm. Đôi khi, có lẽ rất nhiều khi, tôi quên đi suy nghiệm ấy nên bị vướng vào những đại ngôn và xúc cảm quá mức. Nhưng khi tôi đã tự nhắc mình về sự ngắn ngủi của cuộc đời và sự phi lý của việc nổi nóng, tôi nguôi lại và ăn nói với sự dịu dàng, tự chế. Tương tự, khi bị kích động hoặc lo lắng về một chuyện gì đó, tôi tự hỏi, lo lắng bồn chồn có được ích gì? Cuộc đời sẽ trôi qua, cái chết đang chờ đón tất cả mọi người, không chừa một ai. Cái chết làm bình đẳng tất cả mọi người. Do đó, khi còn sống, tôi nên sống một cách tốt nhất mà tôi có thể, tức là sống với tỉnh giác, sống từng giây phút một, từng ngày một, làm hết sức của mình cho ngày đó. Khi nghĩ minh mẫn như vậy, tôi sẽ bỏ qua được mọi lo lắng và sống nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn. Hơn nữa, chúng ta có thể suy luận rằng, dù có lo hay không lo, tất cả chúng ta đều sẽ già đi và chết. Vậy thà chúng ta già đi mà không lo lắng gì thì có hay hơn không? Suy nghĩ ấy sáng suốt hơn. Không ai có thể chối cãi rằng sung sướng tức là sống không lo nghĩ. Lo nghĩ nhiều khiến chúng ta bị rút ngắn tuổi thọ, gây ra bệnh tật, chết sớm. Nghĩ được như vậy cũng giúp chúng ta bỏ qua mọi lo lắng và sống hạnh phúc hơn. Càng suy nghĩ nhiều về cái chết một cách hiểu biết, ta sẽ càng bao dung, nhẫn nại hơn, tử tế, dịu dàng hơn với bản thân và với cả những người khác. Ta sẽ càng ít bám víu vào của cải vật chất, sẽ ít tham lam hơn. Khi nhận rõ sự ngắn ngủi của cuộc đời, khi hiểu rằng dù chúng ta tích lũy của cải được bao nhiêu thì cũng chẳng thể mang được theo một xu khi chết, chúng ta sẽ ít tính toán hơn. Chúng ta có thể nới lỏng ra và bắt đầu hưởng trọn niềm vui, chia sẻ và ban bố, yêu thương và quan tâm người khác. Chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời không phải chỉ là tích lũy dành dụm của cải. Chúng ta sẽ thích rộng rãi hơn, chia sẻ và đem niềm vui và hạnh phúc đến cho cuộc đời người khác. Mang lại niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác chính là cái làm cho cuộc đời có ý nghĩa và đẹp hơn. Đó mới là điều quan trọng. Lòng thương yêu và trắc ẩn có thể đâm chồi và nở hoa trong chúng ta, giống như một cây đầy hoa đẹp. Chúng ta có thể trở thành những con người thật sự tốt đẹp, đầy lòng từ bi, đối đãi với người bằng cả con tim tràn đầy yêu thương, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, địa vị xã hội. Và rồi cuộc đời của chúng ta sẽ có thêm ánh sáng mới, và chúng ta có thể nói mình thật sự hạnh phúc và nhân bản. Và khi cái chết đến, chúng ta sẽ không có gì ân hận khi rời thế gian. Chúng ta có thể chết một cách hạnh phúc và an bình, với một nụ cười trên môi. Nhân gian vui khổ xoay vần, bôn ba chi cũng phù vân cuối trời. Cuộc sống nhìn từ sai và đúng. Một buổi học nọ, thầy giáo viết lên bảng mấy phép tính: 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16, 9 + 9 = 19. Vừa quay lại, cả lớp đã râm ran: "Phép tính sau cùng sai rồi thầy ơi." Thầy mỉm cười: "Đúng là phép tính sau cùng không chính xác, nhưng thầy viết tất cả 4 phép tính. Sao không ai để ý đến 3 phép tính đầu đều tính đúng?" Con người chúng ta thông thường cũng vậy.
Mình đối với ai đó tốt 10 lần chưa chắc họ đã nhớ. Nhưng chỉ cần một lần không thuận lòng, những điều tốt phía trước coi như không tồn tại. Người xưa có một câu nói rất hay: một bát cơm tặng người thành ơn, một tấn gạo nuôi người thành oán. Có một số người quen nhận rồi sẽ quên mất cảm ơn. Không phải ai cũng biết lấy hai chữ lương tâm ra đối đãi. Dù bạn có trăm ngàn điều tốt, nhưng chỉ cần làm cho người một chút không vừa ý, bao nhiêu điều tốt liền bị phủi sạch trơn. Dù bạn đã hết lòng thật dạ, chỉ cần một lần lầm lỡ liền trở thành tội đồ nhiều toan tính. Dù giúp đỡ trăm lần chưa nhận tiếng cảm ơn, chỉ một khi chưa kịp ra tay liền bị ghim lòng thù hận. Cho nên làm người nên dựa vào tấm lòng, đừng quá quan tâm tới hình thức. Thật dạ đối đãi mới mong gặp tri kỷ. Dùng miệng lưỡi ba hoa thì đừng hỏi đến niềm tin. Thước tất có ngắn có dài, đừng bao giờ dùng tiêu chuẩn của mình để đo lường kẻ khác, cũng đừng dùng sự hiểu biết cá nhân để phán xét bất kỳ ai. Không ai là trọn vẹn hoàn mỹ. Trước khi nói lỗi người hay chê cười sự vụng về của thiên hạ, nên xét lại bản thân mình. Mắt là để nhìn thấy những điều tốt đẹp, đừng chỉ biết dòm ngó thị phi. Miệng là để ăn cơm nói chuyện, không phải vũ khí công kích ly gián lẫn nhau. Sống ở đời, thứ quý giá nhất không phải tiền bạc, danh lợi hay quyền thế, mà là nội tâm, sự tu dưỡng và tố chất của mình. Những điều này nói lên phẩm hạnh của một con người. Để đánh giá ai đó có đáng tin hay không, để biết được đâu là người tốt hay kẻ xấu. Làm người cần sự chân thật, thành tâm thành ý, đừng tính toán quá, vì như thế chỉ tổn hại bản thân mà thôi. Làm việc nên chừa một đường lui, nói chuyện nên để chút khẩu đức, mới không đến mức đâm vào đường cùng, rước họa vào thân. Việc thiện làm nhiều một chút thì việc ác sẽ giảm đi. Chân thành được xem trọng thì toan tính sẽ ít lại. Khích lệ nhiều một chút thì trách móc sẽ ít đi. Giúp đỡ nhiều một chút thì lợi dụng tự nhiên sẽ giảm xuống. Chú ý nói lời chuẩn mực, dù đùa vui cũng nên có chừng mực. Người sống một đời như sương buổi sớm, tan rồi là hết. Hãy sống như nước, có sự trong trẻo, yên tĩnh và sâu lắng, thì lo gì không thanh thản nhẹ nhàng. Cảm ơn thời gian. Cảm ơn thời gian giúp tôi nhìn rõ khuôn mặt mỗi người bên cạnh. Ai chân thành thật lòng, ai phỉnh lừa giễu cợt. Cảm ơn thời gian giúp tôi cảm nhận được những điều quan trọng. Cao sang giàu có rồi cũng trở về không. Lợi danh quyền thế vốn là giấc mộng ngắn. Chỉ có tình nghĩa và sức khỏe mới cần được trân trọng giữ gìn. Cảm ơn thời gian giúp tôi có những trải nghiệm quý giá. Kinh qua nhiều câu chuyện tình đời, xem nhẹ nhiều vết thương thống thiết, để hôm nay có thể dùng trái tim đơn giản thực tập nếp sống biết ơn và tinh thần biết đủ. Cảm ơn thời gian dạy tôi biết nhiều điều trong giao tế. Khi qua lại với người cần thận trọng lời nói, lỡ phát sinh hiểu lầm nên bình tĩnh giải quyết. Đối với người giả dối, dù nhìn thấu cũng không nên nói tận. Gặp phải kẻ toan tính, dù biết rõ cũng không cần rêu rao. Rồi cũng có ngày thời gian đưa tất cả ra ánh sáng. Những nhân duyên đã gây tạo chắc chắn sẽ nhận được những hồi đáp tương xứng. Cảm ơn thời gian dạy tôi biết nhiều thứ. Không để những người và việc không đáng khiến mình hao tổn tâm trí, lãng phí thời gian và sức lực. Những gì thuộc về bạn có chạy cũng không thoát. Bằng như đã không phải, dù có dành cả đời cũng không thể có được. Cảm ơn thời gian
giúp tôi gặp được nhiều người, học được nhiều thứ, thọ hưởng sự ấm áp và cảm động để bản thân trưởng thành và tiến bộ. Mạng sống ngắn ngủi, đời người vô thường, hãy xem mỗi ngày đều là ngày cuối cùng được sống, để trân quý những việc cần nên làm, dành thời gian cho những người mình thương quý nhất. Nghìn thu đời vẫn ngược xuôi, ta về chốn cũ mà vui với mình. Tìm gì giữa cuộc nhân sinh? Thưa, tìm hai chữ an bình vậy thôi. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn.